Vĩnh Long là một trong những nơi đầu tiên sản xuất chôm chôm nghiệp vụ của đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân sáng tạo ra cách làm như một cái nhà cho gốc cây, mà theo cách gọi của địa phương là đậy cao su, đậy mũ. Mùa mưa có lớp cao su và máy bơm sẽ rút nước ra ngoài, tạo điều kiện cho cây ra hoa. Chôm chôm nghiệp vụ làm từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, tránh đụng hàng sản phẩm với miền Đông Nam Bộ và các nước xuất khẩu khác. Cái quy trình xử lý phân bón của bồ cáp, rồi sau đó thì xiết nước và phủ bạc, tức là đậy mũ, xiết nước. Khi mà lúc đó rút nước cạn, nếu mà có mưa thì phải có chuẩn bị máy bơm để mà tháo nước ra kịp thời. Thì quá trình đó kéo dài khoảng từ 40 tới 60 ngày thì chôm chôm sẽ bắt đầu ra hoa. Những rãnh mương ở vườn sầu riêng xứ Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng được làm ra với mục đích xử lý trái mùa nghịch. Sầu riêng là một trong số ít các mặt hàng còn giữ được giá trong mùa dịch bệnh, nên hứa hẹn vụ nghịch tới giá sẽ còn cao hơn. Mùa nghịch lắm thì mình bơm nước, nôi nồi này nọ, rồi kéo su đồ mình đẩy vô gốc, rồi phân thuốc rồi mình xịt đồ vô, nó chi phí nó cao hơn cái mùa thuận. Nhưng mà ngược lại thì nó đạt giá hơn, khi mình bán được 70-80 ngàn. Về điều kiện tự nhiên, về khoa học kỹ thuật áp dụng cũng như là về các cái nguồn vốn đầu tư, nó tạo cho một số các cái sản phẩm chủ lực về cây ăn trái của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta có được một cái lợi thế về thu hoạch quanh năm. Đây là một cái điểm đặc thù không chỉ của đồng bằng sông Cửu Long đối với quốc gia mình, mà còn là một cái đặc thù của Việt Nam đối với lại các cái quốc gia mà có các cái cây trồng tương tự. Theo Cục Trồng trọt, ngoài lợi thế tự nhiên về thời tiết, hệ thống thủy lợi, những năm qua, nông dân đã có nhiều kinh nghiệm và áp dụng thành công quy trình kỹ thuật rải vụ. Bên cạnh đó, công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến nông rải vụ thu hoạch trái cây được các viện, trường và cơ quan chuyên môn nghiên cứu chuyển giao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất,